美女，紫银娘要怎么走啊？在前面。当别人有困难的时候，请伸出。các học viên pháp luân đại pháp không bao giờ làm hại bất cứ ai, họ chỉ thực hành môn tập thiền định của mình. Đó là điều mà tôi muốn hỏi. Chính quyền Trung Quốc, tại sao các ông muốn làm hại? Những người không bao giờ làm hại các ông hay làm hại bất kỳ ai khác.